thật thích ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Pì Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phư ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay, rằng người ngày đáng sanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Pì Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phư ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay, rằng người ngày đáng sanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Bạch Chư Tôn Đức Ly, kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, thưa toàn thể Phật tử đạo hữu xa gần, thưa toàn thể nhân dân, trước vào ngày tháng tư trăng tròn tỏa sáng từ mọi miền tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ trung ương đến địa phương, từ những ngôi chùa nhỏ bé của các làng quê, nhân dân cả nước nói chung, chùa Cổ Kênh nói riêng, nhân dân vô cùng phấn khởi mừng đại lễ Phật đản, mừng Đức Phật đản sinh ra đời. Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm Đinh Dậu, tức ngày 11 tháng 5 2017. Được sự đồng ý của cấp ủy, ban nhân dân, ban mặt trận tổ quốc xã Văn Đức, được sự nhất trí của cấp ủy lãnh đạo địa phương, có tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 và văn nghệ mừng ngày Phật đản tại chùa Cổ Kênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình tối nay gồm có: một, tuyên bố lý do giới thiệu; hai, giới thiệu thành phần tham dự; ba, diễn văn khai mạc; bốn, niệm hương bạch Phật thả tiền hoa đăng; năm, văn nghệ; sáu, lời cảm tạ hoàn mãn đêm văn nghệ kính mừng Phật đản. Tôi xin trân trọng giới thiệu về bên giáo hội có Chư Tôn Đức Ni ở thành phố Thái Bình, thành phố Hải Dương về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin giới thiệu cấp ủy chính quyền
cùng các ông bà trưởng ban ngành đoàn thể về dự nhất nhất chào mừng. Và có các Phật tử thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận về tham dự đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin giới thiệu các Phật tử chùa Cao Bài, chùa Đông Xá, chùa Bích Thủy cùng toàn thể nhân dân, tôi xin giới thiệu chung đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt hôm nay chùa Cổ Kênh được đoàn đoàn văn nghệ đến từ chùa Đình Quán Hà Nội về tham dự, mang những lời ca tiếng hát lên cúng dường ngày Phật đản. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Dương lên khai mạc đêm văn nghệ. Xin mời ông. Kính thưa đồng chí đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể. Kính thưa các vị sư thầy, sư cô, các tăng ni Phật tử và khách thập phương. Kính thưa đoàn văn nghệ chùa Đình Quán Hà Nội và đội văn nghệ làng văn hóa Tây Mai Hai, xã Văn Đức. Kính thưa các quý vị tân khách cùng toàn thể nhân dân, hòa chung với khí thế của cả nước đang tưng bừng lập nhiều thành tích chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2017. Hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2017, tức là ngày 17 tháng 4 năm Đinh Dậu, cán bộ và nhân dân thôn Kênh Mai Hai và các Phật tử khách thập phương trong niềm vui chung thực hiện theo quy chế quy ước của làng, long trọng tổ chức buổi lễ đại lễ Phật đản Phật lịch 2501 dương lịch 2017 theo truyền thống của làng tại chùa Cổ Kênh, nay là chùa Kênh Mai Hai. 2017 xin được cảm ơn nhân dân thôn nhà đã bố trí thời gian về dự đêm giao lưu văn nghệ. Tôi xin được khai mạc đêm văn nghệ, bắt đầu chúc đêm biểu diễn văn nghệ được thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin đọc ý nghĩa thả đèn hoa đăng. Hôm nay chúng con vô cùng hoan hỉ để hướng về đại lễ Phật đản. Chúng con cúng dường hoa đăng nên chư Phật hoa đăng cảm thấy lòng thương xót những kẻ bơ vơ thần thức siêu lãng nhiều đời. Một ngọn đèn vân kết tâm thành trên cúng dường chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, dưới phần từ bi tâm bao la vô ngại hướng về tất cả các hương linh, vong linh, có hồn liệt sĩ. Chúng con nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi tỏ lẻo chính gần quy. Nguyện rằng hơi ấm này sẽ xua đi sự bơ vơ lạnh lẽo nơi chốn mê đồ. Đèn hoa đăng đã sẵn kết quý tôn đức ly, quý đại biểu, quý Phật tử và nhân dân hãy nhất tâm hưởng tự thượng hưởng Phật đà, hạ hưởng những chúng sinh khổ đau để trải lòng từ thiện phát cúng dường lên đức từ phụ. Ngọn đèn sẽ theo dòng nước sẽ tỏa sáng tâm hồn của mỗi chúng sinh, đời sống được ấm no, gia đình được hạnh phúc. Ngọn đèn hoa đăng được tỏa sáng giữa đêm trời thiêng liêng. Chúng con xin đức từ phụ chứng chi cho tấm lòng thành kính của chúng con trên báo đáp ơn Phật, dưới yêu khổ ba đường với tinh tài tịnh thần, tinh tài tịnh vật dâng cúng đại lễ hôm nay.
đều hướng về Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Con xin cung thỉnh chư tôn đức ni cùng toàn thể đạo tràng đứng dậy hướng về đàn tràng niệm hương bạch Phật thả đèn hoa đăng. Nam mô tôn đức ni cùng toàn thể đạo tràng. Thời tờ là thời trang nghiêm nhất để ta được kiền tăng, đăng nối đăng để ta tiếp dòng trí tuệ của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Con cung thỉnh chư tôn đức ni cùng toàn thể đạo tràng ta đứng lên để mỗi người được nhận một ngọn đèn hoa đăng để được mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sinh trong bể khổ sinh tử, Đức Thế Tôn đã thị hiện trên cõi đời này với mục đích giáo hóa chúng sinh, giúp con người nhận được giá trị tích cực của cuộc sống. Con người đến đâu Ngài cũng khuyến hóa mọi người gọi rửa tâm sân si để tâm thức bừng sáng. Khi tìm lại tâm Phật của chính mình, nơi đâu có giáo lý đạo Phật, nơi ấy có đời sống an vui. Mỗi bước chân của Thế Tôn đi qua đều để lại phía sau một cuộc sống đầy niềm tin hy vọng. Đức Phật thật sự là hiện thân của an lạc và giải thoát. Giáo pháp của Ngài là nguồn sống tâm linh vô cùng quý giá cho tất cả những ai đã đôi lần chăn trở về kiếp sống nhân sinh, lương tâm theo chánh pháp. Trong ý nghĩa đó, mỗi lần mùa Phật đản trở về, nhân loại đều tổ chức những lễ hội trang trọng nhất để tôn vinh Đức Phật. Trong đó không thể thiếu ca và âm nhạc. Hôm nay mùa Phật đản về 2017, quê nhà cùng thầy chủ trì tổ chức lễ mừng Phật đản, mừng ngày Thích Ca Mâu Ni giáng trần. Thay mặt Nam Mô A Di Đà Phật, tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đoàn Phật tử chùa Đình Quán chèo thuyền. Xin mời.
cháu mở lòng thương để cho con được tâm hương cúng dường. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn.
chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về thăm mắt tôi lòng con luôn có mẹ kề bên, lòng mẹ trao dâng bao niềm vui quý ước ân đại. Mùa thu đàn trên áo con cài hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, nắng con nước nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa thu nắng đến con lại nhớ thương, trên áo con thơ màu hoa trăng chia lệ trời. Yeah.
thành chùa Tam Hoan. Hằng tiếng chuông ban chiều thư thiên tệ Phật răng bao điều, lòng con xót xa trăm chiều khẩn khăn nô giặc ngoài lan. Thật xin như lai du nào độ cho chúng sinh bình an. Lại bước chân trở về, thấy xóm thôn bôn bề, dẫn nàng yên vui, cảnh chùa xinh tươi. Con cháu tất ơn Phật, con nên đang nhớ ơn ba khổ. Dù cho cái xa quê nhà, lòng con vẫn luôn thầm mong nhà quê sống trong thanh tịnh, đạo Phật luôn sáng tươi hào quang. Ôi nước non thanh tịnh nhà, thắm thiết bao nghĩa tình nhà của người đi xa, không hề phôi phai. Đây góc đá mái chùa, đây xóm chợ bên sông con đò, mẹ ta vẫn luôn mong chờ, chờ ta bước chân về thăm. Cả mẹ tiếng chuông khiến lòng buồn, vui nhớ thương người dân. Nàng nghe tiếng chuông thiên lòng buồn, vui nhớ thương chào dân. Tới như đã Phật đến bên ta, đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giặt rào mưa phấn, sống vui an hòa ngập nắng yêu thương. Sống vui an hòa ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nếu mê danh đợi sẵn tài. Nằm thân tâm hàn đau tê tái, quyết quay trở về cờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an là vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tình tình hờ đi linh tinh ơi ơ
chùa là em đi vào chùa. Vào chùa, chùa mượn âm mi à, âm chùa ra em pha trà, đôi người đàn, đôi em đi. Tình 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 linh tình ơi, ở chùa là em đi vào chùa. Vào chùa, chùa mượn đi hay à, đĩa chùa ra em tên Châu, đôi người đàn, đôi em đi. Tới một ca khúc vào chùa rồi. Ngay sau đây Hồng Thơm cũng xin gửi tặng Phật là các đại thật sư thờ, sư cô một ca khúc. Vì sao mà sư cô lại có mặt ngồi dự với lại dân dân chúng ta của ngày hôm nay? Thì hay lắm và điệp một chuyện tình cây.
giấc mi bằng Bye.
trông nước non đang thay thank you.
cũng là ca tiếng hát để dâng lên mừng ngày lễ Phật đản, và cũng kính mừng hai thầy đã về đây cùng với tất cả Phật tử đã về đây để chung vui cùng với lại lễ Phật đản của quê hương con. Con xin hát một bài của các em thiếu nhi thôi ạ, đó là bài kính mừng Phật đản ạ. Hôm nay mừng Phật đản sinh, em theo mẹ đi lễ chùa, lòng em như hoa tinh thắm kinh thành thân đất môn sư. Cầu xin Phật tổ ban lành cho con khôn lớn học hành chăm ngoan. Cầu xin mưa pháp rơi ban cho muôn hoa nở cho con nên người. Hôm nay mừng Phật đản sinh, em theo mẹ đi lễ chùa, lòng em như hoa tươi thắm kinh thành thân đất môn sư. Cầu xin Phật tổ ban lành cho con tâm lớn học hành chăm ngoan. Cầu xin mưa pháp rơi ban cho muôn hoa nở cho con nên người. A Di Đà Phật. Có một mùa buông đàn sinh thật an lạc, đẹp là chương trình giao lưu văn nghệ đón mừng mùa Phật đản tại chùa Cổ Kênh đêm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn chư tôn đức ni cùng đoàn thể đạo tràng đã hết lòng tham dự lắng nghe, và xin chân thành cảm ơn đoàn tam hóa chùa Đình Quán cũng như các Phật tử quê hương đã mang lời ca tiếng hát dâng lên cúng dường mùa Phật đản. Kính chúc đạo tràng được bình an hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. A Di Đà Phật.